Nó dẫn thùng được, mày dắt hai thùng đi. Hay lú xin chào cô chú anh chị em nha các bạn ơi. Hay lú tới nhà của ông Yến rồi nha. Giờ này đang xách bia vô. Xách cái gì vậy? Bị đó quá. Mà xách nổi luôn hả thầy? Mạnh dữ ta. Làm bon rip mà. Người ta làm bon rip mà. Mời theo hai lú vô nhà nha. Vô nhà nè, của nữ cao thủ Phi Yến nè. Vô nữ cao thủ, gặp nữ cao thủ Phi Yến. Vô, vô, vô. Ê, có ốc nè, đây làm gì ăn nè. À, biết thợ nấu đâu biết đâu. Rồi bỏ ngoài đi chứ quên nữa. Để đi hai lú làm cho đứa bỏ tay. Nấu gì vậy? À, ta đã sửa rồi mày. Thịt heo nướng phải không? Dạ, sườn heo nướng. Rồi cơm tấm không? Không. Cơm tấm bị không? Rồi từ đây xa thật rồi. Đây khuôn mặt khuôn mặt thân quen á. Chút nhé là của em à. Không mát, mát xong rồi cái lên cái cường mày. Anh ba cho chiếc này chiếc kia luôn. Phải. Ôi dép của con á. Đây nha, ăn nhậu rồi vậy nè. Đưa chiếc đựng chiếc cái tùm lum la. Chiếc rồi. Ê sao nóng vậy? Bóc máy lạnh lên đi. Không, mở cửa, mở cửa. Mở cửa nha. Vậy hả? Chờ lạnh sao mở cái này ta nhạt con nó lẩu nó nóng như nhạt con ngồi. Rồi nhà chị mở sưởi nóng cao quá. Hai lú xin chào nha. Quậy chạy. Được quán chán gì vậy? Không, cái chỉnh nó vỡ lên lên 8 cực. Quán chán. 8 cực trời. Đuôi bò nấu cái gì đây? Đuôi bò viên. Bò viên. Vậy hả? Rau nè. Được không? Đây. Anh tạm đỡ đi nha. Đạm bạc thôi. Rồi cho phản bò. Trong hang trong thai sình đó. Các bạn dễ mà. Có cái khúc khúc này lấy dâu gặp. Nó có khớp. Ai ở trên có nó bán nó cắt sẵn nó vô bịch sẵn bịch vậy thì hổm chú cho đó nhớ không? Dạ. Có 4 đồng ăn bao à? Bán có 4 đồng à. Dạ, mới hôm qua hôm kia tính là mua vô chánh mà đâu có chỗ đựng đâu, nó đi nhiêu còn nhiêu bao 200 bao rồi nó. Rồi mua đâu có chỗ đựng đâu. 200 bao ở trên đó đó mà thì chú đâu có đựng rồi trời chỗ đựng đâu. Cua lò hết rồi. Cá đuôi tiền không. Đây. Đuôi bò đây có 4 đồng bao nha cô chú anh chị em nha các bạn. Một hãng 2 đồng rưỡi gì. Nó bậy, 2 đồng rưỡi ở đâu mua? Tào lao. Không có đâu. Đây đây nhà hàng của Yến của nữ cao thủ nha. Đây là sườn nướng nha. Rồi đây chút nữa nó nấu nồi cơm tấm nữa. Mua cơm tấm như là bì chả làm dĩa hay gì. Đây đó. Mấy cái dĩa còn ai từ xưa cũng có thợ Việt Nam mở bán cơm sườn bì mà mình hớt ra bán có 2 tiếng hết rồi. Hiểu chưa, đắt rồi không? Bán nhất là bán buổi sáng cũng đắt. Giờ mời cô cả nhà nhậu với hai lúa nha. Phải gọi xong đó, nó 10 phút 15 phút nữa lại. Giờ mình xưng hô cả nhà đi, ok? Gọi cả nhà nhậu đi. Vô. Vô. Dặn không đến với nhau không? Cái họ nó mày có thích chị không? Dạ, tao thích chị. Nó đâu mà thích, nó chạy xuyên gồ mà đâu có Mary đâu mà mày sợ. Anh hỏi đó, hỏi mày thích là có thích chị. Chú làm cái sinh nhật nó vậy. Cái này gì? Nó đi đâu mà Mary nó xin gọi hỏi nó xin gọi nó xin gọi mà. Nãy giờ đâu có mặn đâu trời. Đâu vậy? Hôm nước sức khỏe mặn á. Ai hôm nước sức khỏe.
Đập vô là đổ nước sôi vô
húp một cái nó tối đâu luôn, dựng đứng liên đêm luôn á. Thôi ngảo rồi đó. Nghĩ chứ bỏ. Rồi bị dịch mà người ăn cái gì? Còn nó tao luôn. Cái gà ta mà. Cái gà mà mới về đẻ mà ổ đem vô ăn. Cái gà ta. Mới về đẻ. Chứ nói là gà công nghiệp nha, cái gà ta. Mới về đẻ ra là bóc vô. Để trứng gà đi, trứng gà ta. Trứng gà mà đẻ nè. Bỏ vô lấy cái này xong rồi. Trứng gà đẻ trong chuồng nè. Bỏ cái muối lên mặt khúc khúc gà mà. Chạy vô trong bà tử không à. Dạ, công nghiệp nó trắng nó màu vàng á. Trời này mà để bia ngoài đường nó cũng lạnh nữa. Nó trời ơi, nóng chết. Lạnh đâu mà nóng hả? Ừ. Ai áo luôn á. Dính qua ăn ngon. Lấy chén rồi, đưa chén đưa xuống. Chỉ cần muốn đá lá xe bia không? Sườn nha, bỏ tủ lạnh đi. Đi còn cái đóng mà. Nóng nóng để vô mà. Ngon. Trứng là chín quá ăn luôn không? Cá tôi đi chợ, Hải trong phút 30 phút luôn, tôi sợ rồi không có bia. Trời ơi, bà xung quanh, bà sợ không có bia uống. Mình tắm rồi. Thà là có đi, mấy con lú, nó chừng uống ra, nó chừng cái sao. Bữa nay sinh nhật xăm mì á nha. Lát lát lại, lát lại. Thà là mua đi đúng không, đỡ mấy con rượu ở đâu uống nó chừng, có hết bia với hồi tuần trước rồi. Tại có đồ khui rồi Thành. Nói cái này mà phải không? Cái rũa đó con đừng có khui gì để chảy. Cơm tấm được gì đó nè. Ốc ốc vàng không? Cơm tấm mới được. Cơm tấm được hả? Gì mặn giờ mặn hả? Uống được, mặn được. Được. Cơm tấm mới được. Sườn tự nhà ướp á hả? Ngon. Uống nếm nữa lắm. Ngon không? Ngon. Mà tất cả ngon quá là làm cho ăn ngon. Không, cái tính chị ngồi đó ngay vô không ngon là cứ nói là không ngon cái gì để sao chị rút kinh nghiệm lần sau mình sẽ thay đổi đúng không? Chứ chị không có không bao giờ mà đó à. Má đang nói bà đi, đang nói bà không lẽ thôi nói giỡn. Nói giỡn đủ về không? Không, tại vì là hai đứa làm con rồi, con thích cái gì đó là sự thật. Ngon, bây giờ mình biết là cái này mấy đứa em năng nhiễm không là sao cái mình để yêu cho vậy, còn thấy không ngon chị cái sao cái mình sẽ học cái khác nữa. Trời ơi, trời mà. Không mà chị thích chị á. Ok, mơ mua thêm mì, mơ gửi điện mua thêm món mì thế là nó lọc khô nó ăn xong về ngủ luôn phải không? Có miếng điện nó báo. Bì làm sắn hả? Không, bì rắn mình dùng. Ồ, vậy mình mua thịt mình khề vậy. Mua mình chiên, thịt ốp, thịt chiên lo. Khề, chứ không phải là chiên. Nhưng mà con khoái ghề, con khoái là con khoái trộn với củ ghề nó chú Điền. Tại cái đó con bà chị con mấy dài á. Mình hính thôi à, mình hính thôi à. Không, hính thôi, ở đây con bán hính đâu. Ủa? Trời ơi, không có. Con đẹp vừa đạt rồi thiếu gì? Con đẹp vừa đạt rồi thiếu gì? Trời ơi, con đẹp vừa đạt rồi cạnh đâu lấy cơm á. Con đâu biết là hai bố con gian coi đâu con đâm. Đang đâm rồi. Con chích mẹ. Trời ơi, muốn hính tự nhiên con gác cơm. Trời ơi, mấy dài á. Tại sao con biết hồi xưa đó biết con bán hính đâu thì bởi vì con để vô một gan gạo cho nó vàng rồi để vô máy xay xay xong rồi trời ta có mùi đó. Hơi ăn cực quá. Vậy nó làm dễ mà, bà nội em thấy bà nội em kìa. Cái bà mua bà ấy già, cái bỏ tính vô thôi, trộn 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 lên cái mỏ hả? Bà nói con làm được mà. Bà tính mày làm chứ. Ăn chứ làm. Ăn chứ làm cái gì. Hai đứa gì sạc hai đứa. Ký thẳng ai, ông có thằng cháu ông vậy rồi, bây giờ kiếm gì Hải? Đợi viên gác hả? Thôi đổ cái bọc rồi, đổ cái bọc rồi cơm. Dưa, sao đổ cái bọc rồi, đổ cái thùng nước xong rồi. Kêu lấy cái bọc đặng rồi. Uống chở luôn á, đừng có chở luôn á. Thôi vậy hả? Ai mà đổ uống hết, ai uống hết. Ôi thấy uống là nào, chứ bưng ra chỗ đổ dễ ngã lắm hết trơn á. Tự ai uống hết á. Con làm gì cười uống hết đúng không? Sao bà lo ổng quá. Ổng có bị đuổi bao nhiêu lần ổng biết cỡn thôi chứ mất công bị lo ổng. Bà lo cho bà kìa không lo. Con Thanh xin giùm chẳng lo lần cuối cùng không giờ đuổi nó ai xin được nữa đâu. Mệt. Tâm biến quá. Tự nhiên bà nói ổng cho bà mệt. Mới hết bà rảnh. Tự nhiên nói ổng cho bà mệt. Lớn rồi tự động mình lo đi. Nói ổng là ổng có cha chú bà rồi. Tự chị á. Tự chị ổng mới bị đuổi đó. Tự chị vô là ổng lãnh được ngàn cũng có ngàn đâu ổng nghỉ làm đó. Tự chị không có bị đuổi đó chứ không có chị làm đâu có đuổi đâu. Chúng mà nó biết nhịn nhục vô làm nhịn nhục mà cứ ngày mung mung không muốn làm cha. Ổng có ngày sao ổng làm thằng khai ghê không mà ổng có đổ nghĩ xong thằng khai sình cái chị đạo cho nó xong chú forget thằng khai sình đi ha.
Tại sao mình làm ở đây mình phải nhớ đây? Chứ đồ ở đây mà tôi tưởng bên kia đậu có sao làm nổi. Ông nhém thần á. Ồ. Ông nó dễ thương lắm á, má cái câu chuyện nhém cái thằng tám chục ngàn lần vậy á. Có thể thành nhớ. Ngon mà ổng á. Vậy thì ổng còn mẹ nhém rồi đúng không? Thôi, đấy chứ. Để có ai nhậu chung á. Kêu ông lại nhậu rồi, chẳng giết cho thành chưa? Trời, nhậu chung tìm lại đi. Đâu đây em, thằng bữa nay cũng hay vậy luôn hả? Nghĩ chắc không quen rồi. Ở đây là dùng rồi hả? Ủa mà sao mà cứ còn còn mang cháu rồi bỏ gì cứ lên giết rồi cho con mang giết khác. Trời ơi, tao còn dùng nữa anh tao bỏ. Con mang nó giết với chú Đèn về bển nè. Mày đi quên. Không, không quen. Không, bữa nhậu vậy không mà nhậu vậy thôi. Ờ, em bắt hai nó giết ở nhà về không thấy em ăn luôn. Mất hai đôi lượt luôn không ba mới nhìn cái chú Đèn mang dẫn nó giết của nó nó còn giết của đậu mặn tao mới sọt 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 vô rồi giờ giết mà đâu không sọt luôn đi đúng rồi thà là mày đừng có nhận giết của mày rồi giết mày nó giết của con không họ chỉ giết của tao đâu nhớ rồi chứ cái bữa đó này tao không về cái bữa đó nhậu ở đây nè. Ờ, ai không chơi xuyên á. Ê, nhậu chơi xuyên á. Còn hay gì không? Ờ, xuyên á. Ở nhà kia còn hành ở đây. Ai cũng mất cái xuyên lận. Còn xăm mì ha, nó nặng một chiếc, họ chiếc lại lại, nó dùng không lâu, nó dùng không gác luôn. Sao mấy nó tiền nó không thấy. Giếp đó, không có luôn. Bởi tiền nó mà không thấy. Số tiền nó không thấy. Rồi xong cái gì tới đây, thôi dùng bỏ luôn. Chị đâu có gì chị? Cứ kêu bà kia để cái đòi là gì? Ủa, đây chị bỏ bia vô chị? Chưa. Đây chị bỏ bia vô. Không. Nó rùm như giò lá tròn. Ủa, ở cái đâu? Đây, giò lá tròn. Vậy nó biêu đi. Sao mày mua mẻ vậy? Mua chứ đâu mẻ vậy? Đâu mẻ? Đâu mẻ gì? Có chỉ rồi. Đó, mày nó mẻ nhiều mà. Mẻ đâu? À, biến chứ. Mẻ đâu? Đúng rồi, mẻ chợ miếng điện. Miếng điện nó đạt. Ở đây con mua miếng điện. Đâu đi với chị ta, gần vô tới Kinh Men á. Nó mẻ sống rồi, vô cái cây bảng, mà số 166 á, 167 á. Dạng suối rồi, đây suối rồi, suối nó có cái đường luôn. Một cái gạch lá xoan là như đắp rừng luôn. Mày nói đâu cho mẻ đâu. Sao không cho, tao về tao qua hát nguyên vào luôn. Bây giờ không cho nữa. Nó làm đồ hả mày bị rắn cắn rồi đó. Trời ơi, rắn cái đồ đó nữa. Ra Lào nào rắn cắn rồi đó, nó không mẻ nữa. Chị hồi sáng mua có mấy bố gào với cái hạt bà. Rắn nó chuông cắn á. 4 đâu với ba bịch nắm gần không mà có ngành suối mà không có đâu mà đưa vô nó nằm ở trên mấy cái ấy còn là khô rồi à ra đồ ra ra đồ nó nằm mấy chỗ khô nè nó bị rắn cắn nó không cho bẻ nữa nó ổn tao mày giết mày bán giết mày mắc cái gì báo giết không ăn không giờ không ai đi chợ miếng điện đâu sáng mua nó có nhiêu là phải chục đồng trời trời Nam bây giờ bán mắc đó miếng điện mới tới là mắc miếng điện lúc đó rẻ giờ cũng mắc cái bà mắc rồi không ai đi chợ là bây giờ tụi miếng điện nó không có đi chợ nữa đâu nó kéo xuống đi bà Lào nó biết sao nó bán nó không giảm giá giảm giá kèm vô là biết gì giảm giá ngày nào sáng mua bốn bó gạo này ha với ba bịch nấm với bữa thằng mẹ cái nó hỏi tại sao không có file trên đó nói tao chưa có bỏ lên kịp nó scan nó có giá rồi mà giờ nó chưa không bỏ giá lên nữa nó không đã giá rồi tao biết có thằng bà thằng mãi cái hỏi hồi sáng con lấy cái bọc rồi con nói cái gì bày báo hình bày như 17 đồng không học tao không lấy nào gì không sao nó tại sao mẹ em để giá nó kêu giá ở đó rồi hay lắm nó nói ngày mai bỏ bây giờ thằng chủ có đâu nó cho thằng làm không mà thôi là thằng nhỏ gái hay là không thằng trai mấy không muốn giờ làm thằng trai còn lủng hơn thằng cao cao rồi đó dính ra chưa thằng rồi nó vừa áo hay là đeo trong nó vừa sạch sọt nó mới ngon lỏng quá ớn lắm mẹ không sống quá ớn lắm ở ăn gì thôi bà cô ai thích thằng sống mình bà. Vừa chín tới nó sẽ còn đỏ đỏ cái đèn mơ có xuống không không chắc rồi không biết không biết ăn gì thôi ăn thịt mới ăn thịt em ơi chứ cũng mua con cá chẽn gì chiên tương tại đây có cá chẽn đâu khó là bên điện có bán cá bát chứ gì không cá chẽn cá chẽn đàng hoàng luôn giờ cá chẽn ngon lắm à cá chẽn dạ con muốn mua cá gì chiên tương cá chẽn ngon cá bát ai để điện thoại không có tương không tương hộ con xin lên tương rồi phải bán thiếu gì đâu thấy đâu trời ơi tương hộ không nói tương hộ đầy trời nhỏ này ở bảy sao không có lộ trai tự gì cao gì tại vì bổ ở nhà bán cho bác sĩ hoài á bác sĩ đó mình sẽ xin bán mũi mơ chân tương bà nào bán dùm cho bác sĩ tương hôm nay nó này nó chín chưa chín vậy chín chưa chín rồi chấm rồi chấm rồi chấm rồi chấm rồi chấm rồi chấm rồi
Ba nó á, cô vợ ở đương nhiên bà coi sai không? Đã làm đám cưới trước rồi xong xuôi chứ. Hải để cái mì xuống đất đi, Hải để cái gói bên kia cơm. Chết mẹ rồi, ngày chị không có tâm chứ ăn rồi sao chị tâm tài tổng trong đây. Lấy đũa hả? Cái đó cũng được. Cái đầu đũa hả? Ờ, đầu đũa chính trang thôi. Thì nó phải đâu. Tại vì nhà chị không có tài tâm cây, tài tâm kia không mà. Ai lắp rồi tâm. Biết cái làm cái này không? Biết lắm. Biết mà. Cơm. Hành cây đến nhà. Biết xay cái này không? Biết. Mày tao thiếu qua bữa tao đặt không có Việt Nam đâu có ốc đâu đó mà. Ờ, Canada đâu có đâu. Ờ, sao? Ê, chị ốc chứ hồi này biển mà. Cái xanh này này là hồi biển không? Biển, Canada hả? Biển hồi cái xanh nữa. Bữa này của Canada. Ok. Làm lên nhé. Ủa, lấy vậy nè mấy ốc. Tức là biết rồi, cái đuôi em. Ừ, là được rồi. Chấm từng đó. Hỏi một lặng luôn á anh. Cái này cái sao không có ăn cái sao là cái nước của đó. Sao đây là dưới đó. Không cái này nó sạch hay gì đó. Ủa ăn được mà. Ốc này ăn được, ở Việt Nam thì bỏ chứ đây ăn được. Sạch rồi. Việt Nam ốc của già thì bỏ đít nhưng ốc của đen ăn luôn đít luôn á. Dạ. Đó, đó, đi, hư đi. Đâu bãi đó không ăn. Ok là dưới đó không ăn. Đó cứt đồ của nó rồi. Ăn được nó. Ăn gần chút thôi. Ngon mà. Không ngon dở muốn sao mua ăn nữa. Dùng mấy cái cây thôi lửa 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 rồi cả rồi có một rồi có không rồi có cái rồi thì để ra xong nó bưng ra nó nhiễu nhão lùm nó tao bật bộ đó cái chấm mới thôi đó ngoài ngon chị lấy đũa kìa chị đâu cái lo ai cái nít cái chị hôn không phải tắt á tay ngồi xuống ơi Hải ơi lo bữa nay cho mấy muộn á chắc bị rớt cái anten rớt cái anten rồi kìa nó kiếm cái anten rồi mắt thấy cành đen đó, họ kiếm dùm thôi chứ có thì thấy. Khi gớt trong xe đó, coi chừng có bỏ gớt đâu á. Chấm này. Cái nãy hả? Cái hai cành này ngon. Cái nãy hả? Cái này ngon. Tại sao nó còn hai rớt vậy? Hai cái không? Hai cây, khoảng còn hai cây. Cây hả? Cái này làm xe hả chứ? Không biết này không biết. Là thỏng. Rớt từ xe thôi chứ đâu. Ai biết là thằng? Vâng. Cái theo nghĩ con coi thử bữa ảnh lên ảnh nó chơi cưng á. Bữa này đi Lương Thành đi một tháng luôn, này bao đảm luôn. Giống tôi rồi. Nó bằng tôi nữa. Ừ, đấy. Bà đang ăn nữa. Em đi ra chứ thì chỗ qua thấy hơi bự á. Đồ chúng ta ăn quá trời luôn mà. Dạ. Bà thấy chúng ta kia nó bự đó. Đó bữa này là đi quán á. Dạ. Thêm có hai tháng như tôi là thôi ngồi không à. Về bà thấy chúng ta. Cái gì cũng sao nó ăn hết rồi mà. Nó cho hình rồi. Người ta đi đi ra ăn á, ăn rồi đồ dư á. Chưa bắt nó ăn hết. Có cái bụng nè chú Điền. Ăn hết lão hành.
bốn con nè. Nói là có chữa tám sáng nè. Thấy rồi, khỏi phê hàng. Thành là chị mượn cái đồ cơ thôi. Cảm ơn em. Chết rồi, đi Cali nữa rồi, chết rồi, tôi mắc hết đứa em nữa rồi, chết rồi. Mốt qua với bà Quảng Thâm đi. À, cũng có lắm rồi, à, qua tới là chị sẽ đi một chuyến Chicago, chừng chị thấy ông đó, chờ Chicago, chị lái xe qua bên đó em mà chị. Đó, chọn Chicago luôn. Chị Chicago quá. 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 Chị quá kêu ông nội nó chạy rồi đủ quá các ông mua cái bịch 200-300 quá chạy ngàn cái đường xe xe lồ chứ chứ báo qua không mua bịch không hết giờ không nhưng mà tôi sẽ có một chuyến đi chi không đi gì Cali tôi sẽ gặp ông Dương đó mà lâu quá gặp Dương vậy Cali á chỉ đi mua vé máy bay của ảnh thôi chứ mà chạy xe nó mất thời gian lắm thì phải vậy vô ông ốc này ngon hơn chứ điền ngon mua đâu chứ mấy điện bán đóng gì? Điện có luôn hả? 5.99 sen phải không? Không thấy đâu. 5 đồng phải không? Nó bán trong cái tủ cái mixer rồi sao đó. Ờ, biết gì mua. Để đóng trọng đó 5.99 sen phải không? Bây giờ thì ra bây giờ tao muốn ăn bây giờ ví dụ bây giờ mấy chục ngày tao cũng dám ăn nữa bây giờ tao hết chùm sầu rồi. Ăn hưởng thụ chứ không phải ăn để sống. Ăn để sống chứ không sống để ăn. Để ăn để sống nhưng phải sống để ăn là khác mà. Ăn để sống nhưng phải sống mà để ăn, hiểu không? Cái không là không hiểu á. Ăn để sống là ăn cái gì để mình ăn để mình sinh sống, để sinh tồn. Sống để ăn đó là ăn đồ ngon. Sống để ăn nhưng mà sống để ăn đâu? Vậy. Nếu mà nó sống để ăn vậy đâu cần phải đi làm. Cay thiệt á. Mày cay thiệt á. Cay mày ăn hải sản ngon chứ. Rất ngon. Ăn cay quá nóng vào tử. Không cái này mày lấy sữa vô cái nữa là sữa nữa bây giờ ăn alo anh không nè đó thì ông chưa biết cái công thức nó làm cái này hả lẩu rửa bò à ốc là ốc luộc mà ăn mặn ở Chicago mà nè xương nước nè ê một bữa nước làm không nha anh thì chờ đi nữa, đỡ anh đi Việt Nam qua cho anh mở cái đàn cho anh. Dạ, Chicago gần chỗ ở nữa, chắc 2 tiếng. Dạ, chào anh. Hello anh. Nãy em bút luôn rồi, có phải chỗ dạ, em kia em bút à. Hai lúa xin chào ha. Dạ. Không, 5 mét tôi cũng vui lắm. Ở Chicago hả? Chưa. Em có đầu của ông có đeo mà dài nhất, anh em chưa thể đeo tôi không à. Trời ơi, tụi nó còn trẻ lắm. Vô đi. Chạy xe đi ăn con chở chị đi ngang đó sao đi ngang Chicago mà sống đi ngang biết đâu đi ngang. Ai, thằng này nó có một con vợ bên kia rồi bớt nó đi hoa mà tôi đi nói bài cho tiếng nghe nè chạy đây tới đó có từ đây tới đó có 11 tiếng nhiêu 10 tiếng từ đây Chicago 10 tiếng 11 tiếng nhiêu qua Illinois qua Chicago Illinois là tới Chicago rồi chạy chưa có xong quay đi nào police luôn lên kênh sách gì đấy không phải có đó ngoại tôm được không được cái giá hàng ngoại biết không tôi một mỏi quá à ai lúa mà mời ăn ốc nè đây trời ơi người ta còn mấy từ nước ta Việt Nam mà ta hưởng thụ rồi ảnh xuống nó ảnh Việt Nam hoài luôn đại gia à, em nói chị em gọi rất nhanh rồi à, chắc à, anh qua là bả mua đồ chơi chắc không gửi gì đâu chắc 2-3 kg gì đó bị trong cái nước ra ai à no sai mồi của chú về rồi em đi em đi nè anh chở chị em dục chị à, em đi em chở chị đi à ha tôi đi máy bay ốc luộc nha chị đi máy bay cũng 8-9 tiếng mới tới đó chứ bộ gần đâu chấm muối ớt xanh nè nhưng mà tài té lửa luôn 8-9 tiếng tự mình ngồi chờ thôi nhưng mà em đang nói chị sẽ gặp đó nhưng mà thôi mà đã quyết định vậy rồi đã thay đổi ok ông qua là ông Việt Nam qua đây rồi tôi sẽ bay qua còn chưa nhưng mà ba mẹ không mời anh cơm nữa thì mới là mấy tháng trước ta co sai nhưng mà anh phải có cái income mới chứ còn tự nhiên anh không có income sao ta co sai những người bên xa mình là cái người bên xa mình bảo lãnh những người bên kia qua mình phải có một cái income ổn định chứ không người bảo lãnh là bảo lãnh một chuyện nhưng mà tao quan trọng là cái người tránh á bởi em phải gắn giữ cái chó để ok what what happens yeah what happens how old man 26
36 or 26? 36. 36. Yeah, 36. 36. Nó già. Yeah. 36 hả? 36. 36. 36. Happy hey, happy new year, man. Bye, I got him.